Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý thưa toàn thể đại hội, để chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Ca lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2028. Đội văn nghệ xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các quý cùng toàn thể đại hội chương trình văn nghệ gồm các tiết mục: Quốc ca Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta do đội văn nghệ xung kích xã Mường Ca biểu diễn, tiết mục Múa kèn do ông Vàng A Hứ biểu diễn, tiết mục Múa tiếng nhạc Hỏi Trăng do đội văn nghệ bản Căng Mường biểu diễn, tiết mục Song ca Tình đất do ông Thế Lượng và Quỳnh Thơm biểu diễn, tiết mục Múa Vũ điệu Cách đoàn do đội văn nghệ xung kích xã Mường Ca biểu diễn. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.